kia có cái lá đảo. Thích bánh bên kia có cái lá, thích bánh. Sau đó thì ốp đất mùn vào hai cái phần nửa của ống bơm và kẹp cái rễ đa này vào, rồi để cung cấp để ổ cố định cái rễ đa ở trong lòng ống thì bác bảo là dùng cái dây cột chặt từ đầu đến cuối và một đầu cuối thì chôn xuống dưới đất. Rồi để cung cấp độ ẩm thường xuyên cho rễ đa phát triển thì bác bảo dùng cái bình nước đục một cái lỗ nhỏ treo ở trên chạc ba trên đầu trên cao của ống bơm, nước cứ thế nhỏ dần từ bình nước xuống lòng ống và rễ thực sẽ phát triển. Bằng cách này sau tới 3 năm thì anh em phục vụ của bác Hồ đã đưa được cái rễ đa này chặt đất các bạn ạ. Và sau đó có người mới báo cáo lại với bác Hồ về kết quả này. Bác rất là vui. Bác nói với chú này rằng là các chú có thành không? Con người hoàn toàn có thể chinh phục được tự nhiên nếu mà chúng ta cứ quyết tâm và kiên nhẫn trong bất kỳ việc gì mình làm. Thì việc dù có khó khăn đến mấy chúng ta cũng sẽ làm được. Và những cái rễ đa ở phía bên này con đường cũng được đưa xuống đất bằng cách đó sau ngày bác đi xa. Để ghi nhớ bài học bác dạy lại qua câu chuyện nhỏ này thì anh em phục vụ mới đặt cho cây một cái tên mới, đó là cây đa kiên trì đấy các bạn ạ. Để luôn luôn tự nhắc nhở nhau bài học bác đã dạy, không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển quyết chí ắt làm nên. Đấy là một cái bài học vô cùng sâu sắc và ý nghĩa mà bác đã dạy lại qua câu chuyện về cây đa kiên trì trong khu vườn của bác. Rất là mong tất cả các bạn chúng ta hãy ghi nhớ lấy để đạt được đến những cái thành tựu trong cuộc đời của mình sau này. Thì hai yếu tố rất là quan trọng cần phải có, đấy chính là ý chí quyết tâm và kiên trì theo đuổi mục tiêu mà mình đã lựa chọn. Là cái bài học vô cùng sâu sắc mà bác dạy lại cho tất cả chúng ta, rất là mong các con nhớ đấy nhé. Và sau đây thì chúng ta lại phải quay. Và đây chính là phòng khách vừa là phòng làm việc của bác này. Giá sách ở đây vẫn còn lưu giữ khoảng gần 300 đầu sách được viết bằng rất nhiều thứ tiếng trên thế giới đấy các bạn. Và những cuốn sách này bác đã đọc